Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng, đặc biệt là nạn trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài Tết. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã điều tra, bắt giữ một đối tượng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn. Đây là hồi chuông cảnh báo cho người dân cần lưu tâm bảo quản tài sản của mình vào dịp cuối năm. Đầu tháng 12 vừa qua, chị Huỳnh Thị Ngọc, 19 tuổi, trú tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, đến công an thành phố Quy Nhơn trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe máy để tại khu vực công viên biển nằm trên đường Xuân Diệu, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. À, lúc 7 giờ thì em có sinh hoạt ở trường xong thì em và bạn có đến chỗ đường Xuân Diệu đối diện trường tiểu học Trần Phú để dựng xe và đi chơi, đi đi dạo biển và khoảng cỡ 9 giờ rưỡi thì Em có quay lại và không thấy xe em đâu nữa. À, hình như là em không có rút gì khó. Trong lúc đang xác minh điều tra thì Tổ công tác của Công an phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó xác định đối tượng là Nguyễn Văn Hoan, 30 tuổi, trú tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, là thủ phạm gây ra vụ trộm xe của chị Ngọc. Hoan khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và thỏa mãn cơn nghiện, nên hàng ngày đi dạo trên các tuyến đường trong khu vực nội thành Quy Nhơn để trộm cắp tài sản. Ngoài vụ trộm nói trên, Hoan còn thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác tại thành phố Quy Nhơn. Vào thời điểm cuối năm, ngoài công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm của lực lượng công an, thì chính người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức bảo vệ tài sản của mình, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng.